Khu dân cư này ở ngay sát chợ Vinh được xây dựng từ những năm 1974, cũ kỹ và khó đảm bảo không gian sống cho người dân. Và đây là hình ảnh xây dựng lại khu dân cư sau khi nhận được sự hỗ trợ về tài chính ban đầu từ Quỹ Phát triển Cộng đồng Quốc gia cùng hỗ trợ kỹ thuật của Hiệp hội Đô thị Việt Nam, Liên minh quyền nhà ở châu Á với phương pháp cộng đồng cùng tham gia quy hoạch và xây dựng nhà ở theo chủ trương của địa phương. Thực hiện làm sao để giảm được cái giá thành xây dựng. Thì giảm giá thành xây dựng thì có hai cái. Một là làm sao các cái giải pháp xây dựng này là cộng đồng cùng nhau bàn bạc, là phải trúng tường này, trúng cột này, chúng mỏng này, vân vân, tất cả thứ đó. Nếu như mà chúng thì như vậy là nó sẽ được giảm được cái giá thành. Cái thứ hai là thi công xây dựng của một lúc. Về mặt tâm lý thì có thể mỗi hộ có thể là do cái điều kiện phong tục tập quán, có thể là tuổi ta có thể khởi công khác nhau, nhưng chúng ta khởi công xây dựng một lúc, mà khởi công xây dựng cùng một lúc thì chúng ta cũng sẽ cái chúng mua vật liệu để cùng giảm sạp và cùng thứ, thì cái giá thành xây dựng nó cũng giảm được. Những khu dân cư cũ không hiếm gặp ở các đô thị. Những khu nhà ở này ảnh hưởng tới cảnh quan chung, hạn chế điều kiện sống của cư dân. Muốn cải tạo nhà ở đô thị liên quan đến vấn đề tài chính, vấn đề chính sách và đất đai. Vì vậy, sự nỗ lực của cộng đồng cần có thêm những hỗ trợ thực tế từ chính quyền. Nếu là một cái khu mà nó ở ngay bên ngoài đường chính, thì anh sẽ phải có một cái giải pháp là phải pháp kết hợp giữa cái doanh nghiệp với lại người dân để xây dựng những cái chung cư cao tầng và sau đó người dân vào. Như vậy ở đây cũng phải là doanh nghiệp và người dân với chính quyền đô thị. Còn nếu nó nằm ở trong một cái khu sâu thì như vậy không nhất thiết cứ phải 50 m², vì người ta đang ở 8 m², bây giờ cho người ta lên 25 m² như là ở Hải Dương thì người ta đã lên được 3 tầng là người ta đã có 75 m², giải quyết được rất là cơ bản. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất trong tất cả những cái dự án nhà ở mà muốn thực hiện được, đầu tiên tôi phải nghĩ rằng chính quyền phải hiểu được người dân, phải lắng nghe người dân, phải xem người dân người ta mong đợi cái gì, hỗ trợ cho được ra cái gì. Nếu đã có sự đồng thuận của cộng đồng, sự hỗ trợ từ phía chính quyền, thì việc cải tạo xây dựng lại các khu dân cư cũ tại đô thị vẫn có những vướng mắc nhất định như diện tích đất xây dựng dưới mức quy định, quy hoạch chung của địa phương. Thế nhưng mà cũng có những cái nơi người dân sống ở các cái khu nghèo, thì chính quyền làm sao phải giảm thiểu hết những cái thủ tục đấy. Bởi vì chúng ta cũng vai trò tạo điều kiện, tức là tạo hành lang pháp lý cho họ tham gia cải tạo cái điều kiện đấy, chứ không phải là quy định những cái cứng nhắc. Thế thì tôi muốn nhấn mạnh đây là chúng ta cần một cái công cụ mà linh hoạt, một công cụ kiểm soát phát triển linh hoạt, một cái quy hoạch linh hoạt với cái sự tham gia của người dân để chế tài những cái sự phát triển và để tạo điều kiện cho sự phát triển nó phù hợp với không gian sống của từng cộng đồng. Trở lại câu chuyện của thành phố Vinh, đến nay đã có 6 khu dân cư được cải tạo và xây dựng lại theo cách cộng đồng và chính quyền cùng làm. Kết quả không chỉ ở cảnh quan được chỉnh trang, điều kiện sống được nâng cấp, mà quan trọng hơn, tính thân thiện cộng đồng tăng lên, gắn kết dân cư hơn.